Mến chào tất cả các bạn cùng đến với phút suy niệm và cầu nguyện với lời thánh vịnh trong kinh Y Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày thứ ba thuộc tuần lễ thứ bảy mùa phục sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện với lời của thánh vịnh 112. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của người. Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Ai được như Thiên Chúa chúng tôi? Người ngự trên nơi cao thẳm và người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phận thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người. Chúa cho dân người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.